Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Bá Minh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với dạng số 2, toán chuyển động. Một toán chuyển động có 3 đại lượng. Đầu tiên là quãng đường là bằng vận tốc nhân cho thời gian. Hai là vận tốc là bằng quãng đường chia cho thời gian. Số 3 là thời gian là bằng quãng đường chia cho vận tốc. Thì các đơn vị của ba đại lượng phải phù hợp với nhau. Nếu quãng đường tính bằng km, vận tốc tính bằng km trên giờ thì thời gian phải tính bằng giờ. Nếu hai xe đi ngược chiều nhau cùng xuất phát khi gặp nhau lần đầu, thời gian hai xe đi được là như nhau, nhớ nha, như nhau nha các em. Tổng quãng đường hai xe đã đi đúng bằng khoảng cách ban đầu giữa hai xe, được chưa? Rồi, còn nếu hai xe chuyển động cùng chiều từ hai địa điểm khác nhau là A và B thì xe đi từ A chuyển động nhanh hơn xe từ B, thì xe đi từ A sẽ đuổi kịp xe đi từ B. Ta luôn có hiệu quãng đường đi được của xe từ A với quãng đường đi được của xe từ B bằng quãng đường AB. Tức là nó đi ngược chiều nhau đúng không các em? Đó thì nó chạm nhau tại một vị trí C nào đó. Thì tổng hai cái quãng đường mà nó gặp nhau là nó bằng nhau, được chưa? Rồi, bài ý số 2, chuyển động với ngoại lực tác động, lực cản, lực đẩy thường áp dụng với chuyển động cùng dòng với các vật như cano, tàu, xuồng và thuyền. Đối với vật chuyển động cùng dòng nước thì vận tốc khi đứng yên là bằng vận tốc riêng của nó, còn vận tốc xuôi dòng là bằng vận tốc của nó cộng cho vận tốc của cái dòng nước. Còn vận tốc nó đi ngược dòng là nó bị vận tốc dòng nước cản lại, nên ta phải trừ đi cái vận tốc dòng nước. Và vận tốc của dòng nước là vận tốc của một vật trôi tự nhiên theo dòng nước, vận tốc riêng của vật đó là bằng không. Còn đối với vật chuyển động có ngoại lực tác động như lực gió, ta phải giải tương tự như bài toán chuyển động cùng dòng nước đó, nếu mà ở trên mặt đất ấy. Rồi bây giờ chúng ta chuyển qua dạng bài đầu tiên là bài số 1 ha. Lúc 6 giờ, một ô tô chạy từ A về B. Sau đó nửa giờ, một xe máy chạy từ B về A. Ô tô gặp xe máy lúc 8 giờ. Từ 6 giờ đến 8 giờ là cái thời gian của xe máy và thời gian ô tô nó đều bằng gì? Thời gian của ô tô đúng không? Nó bằng 2 giờ chạy, được chưa? Còn thời gian xe máy thì các bạn phải nhỉ, tinh ý một xíu, sau đó nửa giờ. Tức là lúc 7 giờ bao à, lúc 6 giờ 30 đúng không? Đó, vậy thì thời gian của xe máy lúc này nó giảm lại là còn 1,5 giờ thôi, được chưa? Đó, biết vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là 10 km trên giờ và khoảng cách AB là bằng 195 tính vận tốc mỗi xe. Quãng đường AB. A là ô tô chạy. Đó, xong nửa tiếng sau xe máy mới chạy. Được không? Sau 30 phút. 6 giờ. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có cái cách giải của bài này như sau. Thì đề bài hỏi gì đặt đấy thôi. Gọi x là vận tốc ô tô, đơn vị là km trên giờ với điều kiện x lớn 0, và suy ra là x cộng 10, x trừ 10 đúng không, nhanh hơn là x trừ 10, ở đây x lớn hơn 10 nha các bạn. X trừ 10 là bằng vì cái bài này đúng không? Rồi, anh lưu ý này, vì bài này là ta đang giải theo lập hệ phương trình nên các bạn đặt hai ẩn nhé. Còn bài này ta đặt một ẩn vẫn được, nhưng mà ta sẽ học ở cái chuyên đề sau. Rồi, một vài lưu ý như vậy. Vậy gọi y là vận tốc của xe máy. Đó, với đơn vị là km trên giờ. Với y cũng lớn hơn 0. Ở đây x lớn 0 là được rồi nha các em. Đó. Sau này linh hoạt rồi thì các bạn giải theo cách nào cũng được nhé. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ chỉ giải theo cách lập hệ phương trình thôi, được chưa nào? Rồi, vì vận tốc ô tô lớn hơn xe máy
là 10 km/h nên ta có cái phương trình là x trừ y sẽ bằng 10, được chưa? Rồi còn thời gian ô tô đi đấy, cho đến khi gặp xe máy là 2 giờ, còn thời gian xe máy đi cho đến khi gặp ô tô là 1,5 giờ như anh đã phân tích cho các bạn, được chưa? Đổi ra đơn vị là giờ luôn, tức là 1 giờ 30 phút đó là 1,5 giờ. Rồi vậy bây giờ ta có là gì? Đó, vì đây từ đây đúng không anh, ta có quãng đường xe máy đi thì có phải là bằng vận tốc nhân thời gian là 1,5 nhân vận tốc của xe máy là y đúng không, còn quãng đường ô tô đi là 2 nhân x đúng không, nó đi 2 giờ. Vậy thì theo đề bài ta có đó, quãng đường xe máy đi và quãng đường ô tô đi thì tổng quãng đường này cộng lại là bao nhiêu? Đây là đơn vị km nè. Tổng nó bằng AB mà AB người ta cho là bằng 195 đúng không? Vậy là bằng 1,5y đó cộng 2x là bằng 195. Đây là điều số 2, còn đây là cái hệ 1 này. Vậy từ 1 và 2 các bạn suy ra được hệ phương trình chưa? Đó đúng chưa nào? Rồi. Ở đây từ 1 và 2 ta có hệ phương trình là gồm x trừ y là bằng 10, 2x cộng 3 phần 2 y á, là 1,5 á, là bằng 195. Rồi từ đây các bạn giải ra được x y ha. X sẽ bằng bao nhiêu? X sẽ bằng 60. Y sẽ bằng 50. Rồi các bạn nhận đúng không? Hai cái này đều thỏa thì ta nhận. Rồi sau đó chúng ta kết luận thôi. Vậy vận tốc ô tô là 60, vận tốc xe máy là 50 km/h. Được chưa? Rồi, rất đơn giản. Đó, đó chính là cách giải của bài này. Rồi bây giờ ta chuyển qua bài số 2 ha. Một tàu thủy chạy xuôi dòng sông hết một thời gian, đó, bằng thời gian chạy ngược dòng 54 km. Nếu tàu chạy xuôi dòng 22 km và ngược dòng 9 km đó, thì hết 1 giờ. Tính vận tốc riêng của tàu thủy và vận tốc của dòng nước, biết vận tốc riêng của tàu không đổi. Rồi thì ở đây anh sẽ đặt ha, hoặc là gọi đấy, gọi vận tốc riêng của tàu là x km, đơn vị là km trên giờ, và gọi vận tốc riêng của dòng nước là y đúng không, đơn vị km trên giờ, với điều kiện là x y lớn hơn không, x lớn hơn y và lớn hơn không, tại vì vận tốc của dòng nước nó phải lớn hơn, vận tốc của thuyền phải lớn hơn vận tốc dòng nước thì thuyền nó mới đi đúng không, còn không nó sẽ bị dòng nước cuốn đi, được chưa? Suy ra vận tốc đấy, vận tốc tàu xuôi dòng thì có phải là x cộng y không, được chưa? Còn vận tốc tàu ngược dòng là x trừ y, được chưa?
Rồi. Vậy thì dẫn tới hệ phương trình. Đó, vậy theo đề bài ta có hệ phương trình. Phương trình, được chưa? Rồi. Ở đây là cái vận tốc, đây, một tàu thủy chạy xuôi dòng này, thời gian xuôi dòng 66 km thì có phải là 66 chia cho x cộng y thì nó sẽ bằng cái thời gian chạy ngược dòng là 54 chia cho x trừ y không? Đó, các bạn hiểu chưa? Rồi nếu tàu chạy xuôi dòng 22 km trên chia cho cái vận tốc xuôi dòng cộng cho cái thời gian chạy ngược dòng là 9 trên cho x trừ y thì nó sẽ bằng 1 giờ. Đây, đây chính là cái hệ phương trình mà anh nói đây. Ha. Rồi từ đây các bạn đặt ẩn phụ để giải được không? Đó, các bạn đặt ẩn phụ để giải ha, hướng dẫn đặt. Đặt 1 phần x cộng y là bằng a và 1 phần x trừ y là bằng b. Đấy. Với điều kiện là rồi, điều kiện thì không cần đấy. Tại vì ta đặt điều kiện cho nó rồi, nó thỏa mãn nhá. Rồi, vậy thì á ta có là gì? Đây là cái phương trình, đây là cái hệ sao đúng không? Hệ sao lúc này sẽ tương đương. Tương đương là gì? 66A bằng cho 54B và 22A cộng cho 9B thì bằng 1. Đó, từ đây bạn giải ra được ha. Ở đây anh cho nhanh đáp số thì các bạn cứ giải ra A, B và bình thường, được không? Ở đây anh cho nhanh đáp số là x sẽ bằng là 30 và y sẽ là bằng là 3. Đó, cái quãng giải này nó cũng rất là dài và phức tạp này, đòi hỏi các bạn phải tự giải sao cho chính xác nha. Rồi các bạn có thể kiểm tra với đáp án mà anh cho thì nó thỏa cái điều kiện, được chưa? Rồi vậy thì các bạn kết luận vận tốc riêng của tàu thủy là 30, còn vận tốc của dòng nước là 3 km trên giờ, được chưa? Rồi bây giờ tôi chuyển qua bài số 3 nha. Rồi bài 3 ta giải như sau. Hàng ngày Nam đạp xe đúng không? Đi học với vận tốc không đổi trên quãng đường dài 10 km trên giờ. Vậy thì bây giờ người ta nói là gì? Nam tính toán rằng và thấy xe đạp với vận tốc lớn nhất thì thời gian đi học sẽ rút ngắn 10 km trên giờ. Rồi, Nam là cu rơ rồi nha các em. Đấy, tay đua hàng đầu Việt Nam à. Tuy nhiên, thực tế sáng nay là lại khác dự kiến, Nam đi xe đạp với vận tốc lớn nhất trên nửa đầu quãng đường dài 5 km và nửa còn lại quãng đường phố đông đúc nên Nam đã đạp xe với vận tốc hàng ngày. Vì vậy, thời gian đạp xe đi học sáng nay của Nam là 35 phút. Hãy tính vận tốc đạp xe hàng ngày và vận tốc đạp xe lớn nhất của Nam. Đấy. Rồi. Thì trước khi giúp Nam tính ra vận tốc thì anh khuyên Nam là nên bình tĩnh đi học nha các em. Dậy sớm nè, chuẩn bị đó, đi học cho nó thong thả chứ đừng có mà hơn thua với ai nha các em. Đấy. Bạn Nam này có máu hơn thua nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải đó, sẽ giúp bạn Nam ha, để giúp bạn Nam tính cái giờ dậy. Đấy, sâu xa là chúng ta giúp bạn Nam là hạn chế cái tính nóng nảy thôi, đúng không? Còn giải cái bài này thì bình thường. Đầu tiên ta gọi vận tốc đạp xe đạp hàng ngày của Nam là 1 đúng không? Km trên giờ với điều kiện là x lớn 0. Đấy, và ta gọi vận tốc đạp xe
Đó, lớn nhất của nam là y, với điều kiện là km trên giờ với y lớn hơn x, được không? Tại vì nó là lớn nhất thì chắc chắn nó lớn hơn cái vận tốc thường ngày rồi. Thời gian đi hàng ngày của nam từ nhà đến trường. Đấy. Thời gian đi hàng ngày là thời gian đi thong thả đấy, là 10 trên cho x đúng không? Đơn vị là giờ. Còn thời gian đi hàng ngày, thời gian đi với vận tốc lớn nhất đúng không? Tức là nam là xách cái quần lên, nam đạp đấy, là có phải là 10 chia cho y không? Đơn vị là giờ. Được chưa? Vậy theo bài, theo đề bài đúng không? Theo đề bài ta có, thì có phải là cái thời gian đi đó hàng ngày đúng không, nên trừ cho cái thời gian đi lớn nhất là bằng 10 phút, là bằng 10 phần 60 giờ không? Đó, ta đổi ra đơn vị là giờ, được chưa? Theo đề bài thì có phải là thời gian đấy đi nhanh, đi thong thả nó nhiều hơn cái thời gian mà đi với vận tốc lớn nhất không? Là 1 phần 6 giờ, được chưa? Rồi, còn thời gian thực tế là có phải là 5 đi 5 km đầu với vận tốc lớn nhất đúng không? Cộng cho 5 km sau đi với cái vận tốc bình thường hàng ngày là 5 phần x, được chưa? Thì nó là bằng 35 phần 60 giờ. Đấy. Vậy thì đây là 1 này, đây là 2. Vậy từ 1 và 2 các bạn có cái hệ phương trình đúng không? Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Hệ phương trình là gì? 10 phần x trừ cho 10 phần y là bằng 1 phần 6. Còn 5 phần x cộng cho 5 phần y là bằng 7 phần 10, 7 phần 12, được chưa? 7 phần 12. Ở đây ta suy ra hay là tương đương ta giải được đấy. Các bạn đặt ẩn phụ để giải nhá. Còn không thì ta bụp luôn, đúng chưa? Đấy, ở đây anh cho các bạn đáp án nhanh. Còn cái phần giải này anh đã hướng dẫn rất kỹ ở cái phần giải hệ phương trình rồi, đúng chưa nào? Đấy, vậy thì x sẽ bằng 15, còn y sẽ bằng 20. Đó, thì ta nhận ha. Thỏa mãn hết cái điều kiện. Vậy thì vận tốc hàng ngày của nam, vận tốc hàng ngày là bao nhiêu? Vận tốc nhanh nhất là bao nhiêu? Các bạn tự kết luận ha. Rồi, còn bây giờ này, chúng ta sẽ giúp nam. Đấy, như lời hứa ban đầu của anh đúng không? Chúng ta sẽ giúp nam. Vậy thì nam đi với cái vận tốc hàng ngày là 15 km trên giờ thôi, đúng chưa? Mà quãng đường dài là 10. Vậy là 10 chia cho 15 á, đúng chưa? Vậy sẽ ra 2 phần 3. 2 phần 3 giờ. Vậy nam đi mất bao nhiêu phút? Các bạn tính ra 2 phần 3 nhân cho 60 thì là có phải là 40 phút không? Nam đi mất 40 phút. Thì anh khuyên nam hãy dậy sớm đó. Đi học từ 6 giờ đi ha. Đấy. Được chưa? Chứ đừng có mà ham hố mà đạp nhanh làm gì hết. Nhanh 1 phút là chậm cả đời đấy. Nghe chưa nam? Rồi. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang bài 4 nha. Một cano xuôi dòng. Đó. Một quãng đường dòng sông dài là 12 km, rồi ngược dòng quãng đường sông đó mất 2 giờ 30, tức là cano này đi xuôi này, xong rồi đến đây lại vòng ngược lại, được không? Thì tổng cộng cái thời gian đó là 2 giờ 30, tức là 2,5 giờ. Nếu cũng quãng đường ấy,
Đấy, cano xuôi dòng 4 km rồi ngược dòng 8 km thì hết 1 giờ 20 phút, tức là cái này dài 12 này. Còn nếu mà chỉ là xuôi dòng là 4 thôi đúng không, xong đó vòng ngược dòng lại đấy là 8, xuôi dòng đây là 4, xong đó vòng ngược dòng lại, được chưa? 8 km thì tổng thời gian là 1 giờ 20, được chưa? Rồi vậy thì bây giờ người ta hỏi là biết rằng vận tốc riêng của cano và vận tốc riêng của dòng nước không đổi. Đấy, câu này thì giải tương tự như cái bài phía trên luôn. Thì anh sẽ gọi vận tốc riêng của cano là x, còn vận tốc riêng của dòng nước là y. Đấy, với điều kiện là x lớn hơn y và lớn hơn 0. Được chưa? Rồi, vậy thì vận tốc xuôi dòng là có phải x cộng y không? Km trên giờ. Ở đây các bạn thêm đơn vị vào ha. Còn vận tốc ngược ngược dòng là x trừ y km trên giờ. Rồi, ở đây là 1 giờ 20 phút thì là bằng 4 phần 3 giờ này. Còn đây là 2,5 giờ rồi, tức là 5 phần 2 giờ đấy. Rồi, vậy theo đề bài ta có hệ phương trình. Đây, hệ phương trình là gì? 12, đúng không? Ở đây ta có là vận tốc quãng đường là 12 km trên x cộng y quãng đường xuôi dòng cộng cho thời gian cái quãng đường đi ngược dòng là 12 chia cho x trừ y là bằng 5 phần 2 giờ. Rồi tiếp theo, đó, với cái trường hợp số 2 là quãng đường xuôi dòng là 4, là 4 chia cho x cộng y là 4 chia cho thời gian ngược dòng á, à, thời gian xuôi dòng sẽ cộng cho cái quãng đường, à, cộng cho thời gian đi ngược dòng là 8 đúng không? Nó đi ngược dòng 8 km nè. Vậy là bằng 4 phần 3. Vậy đây á, cái này các bạn tự giải ha. À, đặt ẩn phụ gì đấy và tự giải. Anh không giúp cái phần đấy nữa, tại phần đấy anh hướng dẫn rất kỹ rồi đúng không? Ở đây là A là bằng 1 phần x cộng y nè, các bạn đặt. Còn B là bằng 1 phần x trừ y ha. Rồi các bạn thay vào bài giải thôi. Vậy ở đây anh sẽ giải được x bằng 10, y là bằng 2, được chưa? Thỏa cái yêu cầu bài toán. Rồi các bạn kết luận ha, vận tốc của cano là 10 km trên giờ, còn vận tốc của dòng nước là 2 km trên giờ. Rồi kết thúc bài 4, cũng là kết thúc nội dung video ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của các em. Mong rằng các em có thể hiểu bài và làm được những bài tập liên quan đến dạng 2, bài toán chuyển động. Được chưa? Đó. Nếu thấy hay các em hãy like, share cho bạn bè của mình cùng biết. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.